Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì thấy nhiều anh em than thở là không auto click, auto lắc được ở trên cái điện thoại khi anh em chơi Viettel Pay á. Thì đây là mình cũng mới được một bạn chia sẻ một cái phiên bản là mod của Viettel Pay đấy. Thì bây giờ nha, đầu tiên mình sẽ mở cái thằng auto click lên nè. Đó, anh em xem mình auto lắc nha. Đấy, mình sẽ bật lại. Rồi, mình start target. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ quay vào app Viettel Pay nè. Rồi, mình sẽ đăng nhập lại. Rồi, chúng ta đã vào rồi, mình tắt cái này đi. Ok, giờ mình sẽ vào cái phần lắc đây nè. Đấy, chúng ta chọn trò chơi, vào cái sự kiện nó, thấy không? Mình mới vào là nó tự động nhận luôn anh em, thấy không? Đấy, bây giờ mình đâu cần lắc nữa đâu, mình chỉ cần chọn con chuột nè. Cái này anh em kéo kỹ nha, mình kéo xuống thấp một tí nè, tránh trường hợp nó chạm vào cái ô quà tặng nha. Đó, nó mà chạm vào cái ô quà tặng là hiển thị, thấy không? Mình không cần lắc nữa anh em, bây giờ chỉ auto nhận thôi, anh em cứ trèo về thôi. Đó, bây giờ mình không lắc này đó, thì toán nó cũng hơi một chậm một tí, nhưng mà nếu anh em dùng cái lắc cũ của mình nhá, mình hướng dẫn anh em auto lắc bằng phần mềm giả lập á thì nó vẫn được nhá. Đó, nhưng mà cái này thì có một bạn mới chia sẻ cho mình, thấy là khá hay đấy, anh em trong nhóm chia sẻ cho nhau. Đó, bây giờ mình chỉ cần là cứ auto claim vậy thôi. Mình mới được là mình làm video cho anh em luôn. Đó, cái này là chúng ta làm kín nhá, anh em đừng có lên Facebook mà rườm ra đăng lung ta lung tung. Đấy, anh em nào mà xem video này của mình nhá thì cứ bình tĩnh đó, anh em cứ ăn cho đã đi, đừng cứ chia sẻ gì chúng ta làm kín. Đấy, thì cũng đừng cứ chia sẻ video của mình đi đâu nhá. Đó, anh em nào biết thì cứ im lặng. Đó, thì link tải mình sẽ để dưới phần mô tả video này, anh em tải xuống đây thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Đó, đó, sau khi anh em nhấn vào cái đường link tải của mình, nó sẽ hiển thị ra như thế này. Anh em nhấn vào tôi không phải người máy nè. Rồi, sau đó anh em nhấn vào click here to continue. Rồi, sau đó anh em sẽ đợi 7 giây. Thì trong 7 giây này thì mình sẽ chúc cho anh em kiếm thật nhiều tiền từ cái app này. Quay trúng 6 triệu, 16 triệu hay 66 triệu gì đó, anh em cứ quay trúng chỉ vàng cũng được. Yeah, sau khi hết 7 giây chúng ta kéo xuống và nhấn vào get link nhé. Đó, sau khi anh em nhấn vào thì nó sẽ tải về nha. Đấy, giờ nó chạy hết cái thanh này đến 100% thì thôi nhá, là anh em sẽ mở lên. Rồi mình sẽ tắt nó đi nè. Đó, sau khi anh em tải về và cài đặt thì nó sẽ có cái giao diện như thế này, nó không khác gì cái bản hiện tại đâu. Đó, thì ở đây á, anh em chỉ cần bật cái auto click lên và bắt đầu là claim thôi nha. Đấy, chúng ta không cần lắc nữa. Anh em nhớ sau khi trước khi cài đặt anh em phải xóa cái bản Viettel Pay cũ đi nhá. Đó, vì đây là bản mod nha. Ôi, 19.5 đồng nữa. Đó, bản này sướng không? Đấy, ai đang chơi, mình nhắc lại lần cuối là anh em đang xem video này đừng có chia sẻ với ai. Đó, anh em làm trong im lặng đi. Không thôi Viettel Pay nó fit đấy. Ông nào kiếm được cái bản mod này hay. Rồi, giờ mình chỉ cần nhận thôi, anh em dùng auto click mà nhận thôi. Rồi, nếu anh em nào thấy video này hay đấy và thú vị, hãy giúp ích cho anh em, chỉ đừng quên là tặng mình một like và một subscribe nha. Nếu có thể thì anh em hãy bật chuông kênh mình luôn đi, mình sẽ chia sẻ nhiều video khác còn hay hơn, kiếm được nhiều tiền hơn cho anh em.